cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và để tiếp tục, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu xin phép được trở lại với ông Huỳnh Thừa Dũng, một thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, qua đề tài Thế nào là một đời sống bất hạnh qua lời Chúa trong Quyển Kinh Thánh. Xin chào anh Dũng. Xin chào phụ huynh trước và xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Xin anh hãy trình bày cho chúng tôi và cho quý khán thính giả biết cẩm nang Chúa dạy lúc gặp khó khăn. Kính chào cô Minh Trước và kính chào quý khán thính giả. Trong lần phát hình trước, tôi có nói đến Gia Cơ. Gia Cơ là một tác giả trong Quyển Kinh Thánh Tân Ước và ông đã để lại một lời cố vấn lạ đời, đó là coi sự thử thách như là điều vui mừng trọn vẹn. Bởi vì Gia Cơ quan niệm rằng một thử thách là một thử nghiệm có dụng ý, có mục đích. Thử thách không phải là để chúng ta sa ngã, thất bại, mà để chúng ta cất cánh bay cao hơn. Nó được đưa vào cuộc đời không phải để đánh bại chúng ta, mà để chúng ta đánh bại chúng. Nó không làm chúng ta suy yếu, mà giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Vậy, chớ oán trách những thử thách, phải thản nhiên đón nhận như một lực sĩ chấp nhận luyện tập gian khổ hơn để chiến thắng cuối cùng. Những khó khăn thử thách không làm mặt đất bằng phẳng, trở thành gồ ghề, mà làm thành những nấc thang để bước đi lên, chốn cao hơn. Gia Cơ không những cho rằng những khó khăn thử thách là những thử nghiệm có dụng ý, có mục đích, mà cho đó là một niềm vui trọn vẹn. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời theo nhãn quan đó, thì chúng ta đã nhìn những thử thách trong cuộc đời mình dưới hai niềm tin. Các thử thách đến từ Chúa, mọi điều xảy ra đều do Chúa hoặc có sự chấp thuận của Chúa. Khi đã tin tưởng như vậy, hãy cố tìm cách để tăng trưởng tâm linh qua hoàn cảnh khó khăn này. Sự vui mừng là vì chúng ta biết rằng Chúa kiểm soát sự việc khi hoàn cảnh dường như không thể kiểm soát được. Nếu bạn biết rằng Chúa đang hiện diện, bạn có thể thỏa lòng sâu xa nhất dù bạn đang khóc. Tất cả các thử thách khó khăn đều là những bậc bước trên cầu thang dẫn từ trái đất đến thiên đàng. Hãy an lòng tiếp nhận những thử thách để đối phó khi nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Xem nó như là niềm vui trong đời. Bây giờ chúng ta đi xa hơn bằng cách đọc sang câu 3. Gia Cơ giải thích tại sao chúng ta cần có những thử thách. Ông viết, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Mỗi chữ trong đoạn này rất quan trọng. Chữ biết không đề cập đến kiến thức trong đầu mà biết từ trái tim. Biết từ nhiều năm kinh nghiệm. Chữ thử thách đề cập đến quá trình luyện kim để tách vàng ròng từ các sỉ cặn vàng quặng được nung nóng trong lò cho đến khi nó tan chảy, các cặn bã nổi lên trên mặt và được vớt đi, chỉ để lại vàng nguyên chất. Đó là bức tranh khi Chúa đặt chúng ta vào lò để thử lửa. Chúng ta đều phải trải qua một số thời gian trong lò, sớm hay muộn. Thời gian trong lò phiền não dài ngắn khác nhau, nhưng kết quả vẫn là để có vàng nguyên chất. Như Đấng Christ, Job có kinh nghiệm này khi ông tuyên bố, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ như vàng. Job 23, câu 10. Đức tin của bạn chỉ là lý thuyết cho đến khi nó được đưa vào lò thử nghiệm. Niềm tin của bạn chỉ là mớ suy đoán vì nó chưa được kiểm chứng. Bạn có thể nói chuyện về thiên đàng, địa ngục, ăn năn và tất cả những gì bạn muốn, nhưng bạn không bao giờ biết bạn tin tưởng vào ai, vào cái gì cho đến khi đối diện với khó khăn. Sau đó, bạn sẽ tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Khi điện thoại reo báo tin con trai của bạn đang ở trong nhà tù, khi người bạn đời phản bội bỏ bạn ra đi, khi bạn bị mất việc vô cớ, thình lình, khi cha mẹ đột nhiên qua đời, khi bạn phát hiện bạn bất lực, vô vọng để giải quyết hay để vượt qua, lúc đó thực sự trong sâu thẳm tâm hồn của bạn, bạn trông cậy vào ai? Đó là thời kỳ mà cô Miriam Ibrahim, người Sudan, phải sống. Cha cô theo Hồi giáo, nhưng cô theo Cơ Đốc giáo chính thống. Cô lấy chồng theo Công giáo. Vì vậy, cô bị chính quyền Sudan kết tội bội giáo và tà dâm
vì Sudan không cho phép lấy chồng ngoại giáo. Cô bị án tử hình chết treo. Cả triệu người gửi thơ, email đến Sudan kêu oan cho cô. Công tố viên Hồi giáo cố ép cô từ bỏ đức tin Cơ đốc thì sẽ được tha tội. Tuy nhiên, cô quyết từ chối. Cô tuyên bố, tôi là một Cơ đốc nhân và sẽ mãi mãi là một Cơ đốc nhân. Cô sanh đứa con thứ hai trong tù tử hình với hai tay, hai chân bị trói. Cuối cùng, vì Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc can thiệp, cô, chồng cô, quốc tịch Hoa Kỳ và hai con được sang Mỹ. Đó là ý nghĩa của hai chữ nhịn nhục. Chúng ta sẽ không đạt được tình trạng này nếu chỉ sống trong an bình. Nhịn nhục chỉ xảy ra trong thời buổi gian nan, nguy khó, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nhịn nhục, kiên trì phải hoàn thành công việc của mình có nghĩa là tôi sẽ không từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra, dù có xấu như thế nào. Tôi sẽ giữ vững bởi vì tôi đã hứa và vì tôi tin rằng Chúa có một cái gì đó dành cho tôi. Khi thử nghiệm đã qua, chúng ta sẽ không thiếu bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta có. Nếu chúng ta cần đức tin, chúng tôi sẽ có. Nếu chúng ta cần hy vọng, chúng ta sẽ có. Nếu chúng ta cần tình yêu, chúng ta sẽ có. Nếu chúng ta cần bất kỳ trong chính mỹ đức của Thánh Linh, chúng ta sẽ có. Tổng thống Obama có biệt tài khi nói trước đám đông mà khiến cho mọi người đều cảm thấy ông ta nói với chính mình. Ông đã trổ tài này khi nhắc đến Lý Thường Kiệt, rồi kết luận với của tin chút này của Nguyễn Du. Ông đã chinh phục hàng triệu con tim của thanh niên Việt Nam trong chuyến công vu này. Ngày hôm qua, tới Hiroshima, nơi bom nguyên tử Mỹ đã giết 140.000 người Nhật. Ông đã làm nhiều người rơi lệ khi nhắc đến những đứa trẻ lúc chết còn sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến những em bé chết oan vì tội lỗi của người lớn, ai cũng nhận được thông điệp hòa bình này. Giống như vậy, thi sĩ Hữu Loan đã từng kể cha mẹ vợ ông bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, các cụ bị chôn sống đứng, nhô đầu trên mặt đất, rồi người ta cho kéo cày đi qua. Nghĩ đến cảnh đó cũng đủ rợn người. Nhưng gần đây, tôi còn rùng mình hơn khi đọc một đoạn hồi ký về cuộc cách mạng văn hóa của Trung Cộng. Nhân năm nay là 50 năm kỷ niệm thảm họa đó. Nhân chứng kể nghe thấy tiếng đứa bé kêu khóc, bà ơi, cát chui vào mắt cháu đau quá. Rồi nghe tiếng bà trả lời, lát nữa sẽ hết đau con ạ. Tôi không biết trên thế gian này có ai nghĩ đến cách giải quyết cái khổ nhỏ bằng cái khổ lớn hơn là bằng cái chết như hai bà cháu thật bất hạnh này. Chúa cho biết cuộc sống của Cơ đốc nhân không dễ dàng nhưng đầy gian lao. Nhưng đó là một cuộc đời phong phú, ấm áp và đầy tiếng cười vui thỏa lòng. Trong một thế giới sa ngã, mọi người đều sai lệch thì loài người không còn cách nào khác hơn được. Chúng ta không thể chọn thử thách nào cho mình và chúng ta không thể tránh né nó. Nhưng chúng ta có thể chọn cách phản ứng. Jacques đưa cho chúng ta một cẩm nang tốt nhất. Tất cả các thử thách, khó khăn đều là những bậc trên cầu thang dẫn từ trái đất đến thiên đàng. Hãy an lòng tiếp nhận những thử thách để đối phó khi nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Xem nó như là một niềm vui trong đời. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi tiếp tục soi sáng, hướng dẫn chúng ta vượt qua mọi thử thách, cám dỗ để trui luyện chúng ta thành những thỏi vàng rồng, những công dân trên trời, những người con công bình trước mặt Ngài. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ bình an, phước hạnh trong tay Chúa. Trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là... Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Tường Vi kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Tường Vi xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.